Xin chào anh em nhé. Nay mình giới thiệu đến anh em một con máy Hitachi CS 35EB. Đó, tay dài, nồng nồng. Máy cưa gia đình. Con này thì rất là chất đấy anh em. Cắt rất là giá chiến luôn. Xích một sập 4 và gọi là xích chuột ha, làm nhông bánh xe. Zin nguyên bản của Nhật ha. Cái trạng máy móc tốt nhưng zin đẹp. Con này piston tầm 38mm và nó tầm dung tích xi lanh tầm 35cc. Ốc các 7 màu cho anh em nhé. Đó, ok. Rồi, lam này cắt được 3 thước rưỡi ha. Bầu còn rất là sáng ha. Đó, đây giặt này, dưới này. Sẽ ớt 35EB, khởi động công tắc nằm đây ha. Bình chứa này, bình chứa nhớt thải nuôi 5 xích. Đây là xăng pha nhớt này. Đây là kéo e gió, anh em khởi động bằng cách là giật từ 1 đến 4 cái, nổ cái nào thì anh em đẩy vô ha. Rồi, đi thử động. Rất là ok ha. Anh em kết hai lô cho mình. Ngon lành thành đào ha. Anh em kết hai lô số điện thoại mình là 0974644973 ha. Giá là con máy này 1.9 triệu. Anh em kết hai lô cho mình ha. Rồi, xin chào anh em.